Như vậy, nhưng khi chúng ta gãi nhẹ vào da của cái ổi thì tất cả đầu lá từ xa đến gần, từ trên hướng dưới đều rung lên từng hồi từng nhịp như là chào đón du khách hôm nay về thăm lăng mộ Đức Vua. Ổi đang mừng đang vẫy du khách lại, đó là ổi đang cười. Cái ổi này thì cách đây khoảng 10 năm ấy, thì nhà thơ Điền Ngọc Sách ở Việt Trì Phú Thọ về thăm Nam Kinh. Thì ông gãi cái ổi này ông thấy nó có hiện tượng hơi khác lạ một chút, và ông ở đây ông gãi tiếp và nghiên cứu thì gọi đặt cái ổi này là cái ổi cười. Lẽ là cái ổi nằm trong cái vùng đất nó tụ linh tụ khí đấy, cho nên là cái ổi cũng giống như cảm giác con người vậy, cũng có Có linh linh hồn. khí, linh hồn. Mọi người, cô bác, quý anh chị cùng xem một điều đặc biệt trong lăng mộ của vua Lê Thái Tổ. Sẽ có một cây gọi là cây ổi. Chị ơi, chị có thể giới thiệu sơ về cây ổi này cho em và mọi người cùng biết được không ạ? Đây gọi là cái ổi đấy, thì thực ra là cũng không còn xa lạ gì với mỗi người dân Việt Nam đấy. Em để ý là cái thân cây nó vặn mình uốn lượn giống như con rắn con rồng thề lê, và ổi được diễn tả là cười như sau đấy. Cái cành này ta nhìn thấy lá đang yên tĩnh như vậy, nhưng khi chúng ta gãi nhẹ vào da của cái ổi thì tất cả đầu lá từ xa đến gần, từ trên hướng dưới đều rung lên từng hồi từng nhịp như là chào đón du khách hôm nay về thăm lăng mộ Đức Vua. Ổi đang mừng đang vẫy du khách lại, đó là ổi đang cười. Vậy cái rung cái giật là cái cười, chứ không cười thành tiếng giống như người đâu. Và ta cứ ngỡ là gió nhưng không phải gió, bởi vì khi mà dừng lại đấy thì ổi sẽ Thôi bây giờ không cười nữa. chị sẽ bỏ tay ra, thì tất cả các cành lá ở đây nó đều không không gung vợ bật, không cười. Có nghĩa là mọi người thì cứ nghĩ thì lá ổi như thế này nó vì được gió nên nó sẽ lung lay, nhưng mà không. Điều đặc biệt khi Bùi Hồ sẽ quay cái thước phim này, khi mà chị để cái một bàn tay vào đây, chị cứ để đi chị nha. Thì phần ở trên kia cái ổi nó sẽ tự động rung lá, mặc dù ở đây là đứng gió. Cái bàn tay đây là lên đây nè. Cả ở trên phần này. Không phải là gió, nếu như gió thì nó chỉ một hướng thôi. Nhưng mà khi mà chị gãi thì những cái phần lá ở trên này nó thật là đặc biệt, khi mà nó rung dao động theo một biên độ dao động. Mặc dù nó nhỏ thôi nhưng mà mọi người bằng mắt thường có thể cảm nhận được, chứ không phải là một sự ở đây gió, mặc dù các cây ở trên kia nó không có gió và nó không rung đậy. Tức là khi gió mình đụng vào nó lắc lư đong đưa, nó chạm Dạ. vào đấy, nhưng cái này nó chỉ rung rung giật giật theo cái nhịp tay mình gãi thôi. À, khi mình em giả sử nha, khi mình lắc lư đông đưa thì cái phần nhánh ở đây nó sẽ lắc lư theo, nhưng mà em thử gãi nha chị nha, đặt đây nha. Em gãi đúng chỗ À, đó. ôi, cái phần nhánh không đung đưa nha, thì cái ổi bây giờ giống như là chào mình đến đây nha. Ở miền Nam đến đây mà gặp được cái ổi cười. Cười suốt cả ngày. Mình cứ gãi là cứ cười, là mình chỉ đụng vào cái phần nào thôi hay sao chị nhỉ? Mình chủ yếu mình gãi vào những cái nách của cái ổi đấy, À. những cái nách, cái mắt của cái ổi, thì cái ổi có cảm giác giống con người cũng buồn cười đấy. À. Ôi, nè, chị gãi càng lâu Và thì cái ổi này đến nay là 87 năm rồi. dạ, chị có thể gãi đây, em quay là đó, khi khi mà chị gãi thì cái ổi đây nó đung đưa nè, cái phần nhánh nè, không phải là do gió tạo, ngay cả ở đây cũng vậy. Ôi, cứ gãi là cứ cười suốt vậy hả chị nha? Và có một cái điều tâm linh ở đây nữa, không chỉ có ổi cười mà khi ta nắm vào thân ổi cười này, nhắm mắt tĩnh tâm thả lỏng cơ thể, thì du khách cảm giác người lâng lâng khó tả vô cùng, giống như có nguồn năng lượng, nguồn sinh khí từ cái ổi truyền về người mình, Ôi. và cầu điều gì đó cũng rất là linh ứng nữa. Ôi. Thế em mời các em có thể nắm thân ổi đi, nhắm mắt tĩnh Dạ, tâm, đã cho em ha. cảm giác người rất là dễ chịu. Cứ nhắm mắt tĩnh tâm, cảm giác rất là dễ chịu, giống như là thiền đứng vậy. Mình có cần nắm chặt lắm không chị? Cũng tùy thôi, cũng không không cái ta nắm bình thường thôi, không cần chặt lắm đâu. À, em cũng chưa cảm nhận được nhiều. Có À, em nắm tay này đi. cái phần tay của em nó hơi tê tê. À, em À, cứ nắm nó phần hơi này cho dễ vâng. này. Và hãy tập
chung là những cái nét của nó là sẽ cười nhiều hơn. Giống như là con người vậy, cái con nét cười sực sặc, cái chỗ khác thì có thể ít nhạy cảm hơn. Dạ. 87 năm. 87 năm. Chỉ cái tượng linh vật này mới là 580. Vâng. Khi mình khi nào mình phát hiện được cái ổi này nó biết cười anh chị nha. Cái ổi này thì cách đây khoảng 10 năm ấy, thì nhà thơ Điền Ngọc Sách ở Việt Trì Phú Thọ về thăm Nam Kinh. Thì ông gãi cái ổi này, ông thấy nó có hiện tượng hơi khác lạ một chút. Và ông ở đây ông gãi tiếp và nghiên cứu thì gọi đặt cái ổi này là cái ổi cười. Từ đó cái ổi này được xuất hiện trên truyền hình báo chí rất là nhiều. Yeah. Chương trình VTV3 Cà Phê Sáng, những câu chuyện lạ Việt Nam ấy. Về quả ổi thì sao chị nha? Quả thì cũng không to lắm đâu, đây ta nhìn thấy quả đấy, to hơn quả cà pháo một chút thôi. Về giống thì giống ổi này thì được đem ở đâu về nha? Cái ổi này thì cũng do là ổi rừng, ổi găng nhà gia đình nhà ông có thì ông cũng tiến vào đây thôi. Thế là ổi này, ổi găng rất là thơm, to hơn quả cà pháo. Và khi đó thì thường ở đây có bà Từ trông coi năm mộ, khi chín bà sẽ hái dâng cho đức vua, thì gặp đoàn khách nào sẽ được tán được đoàn khách đó. Ai được ổi này sau khi thụ lộc ấy, thì cảm thấy gặp nhiều may mắn lắm. Đây. Cứ xoa vào cái này à. Đây. Khi mà cái tay bùi hộ ở đây thì cái nhánh phần ổi bên đây nó sẽ tự động lắc lư nè. Không, mình chỉ đụng bằng một cái ngón tay thôi. Mình không phải là cầm cái phần nguyên cả một cái bàn tay mình để vào thân cái ổi, mà một ngón cái tay thôi thì cái ổi, các cành của nó lại, các cành ổi này, các lá ổi lại lắc lư. Người ta nói là ở một cái nơi linh thiêng thì cây nó cũng có hồn. Đây là rõ ràng nhất cô bác quý anh chị sẽ thấy được, đây là không có gió. Thì bùi hồ sẽ đặt cái tay vào của mình vào đây. Và mình sẽ cho mọi người xem nha. Đấy. Đấy không? Mình chỉ là một ngón tay thôi, chứ không phải là nguyên cả một bàn tay. Nhưng mà các lá và các cành ở đằng kia nó đang lắc lư rất là nhiều. Ôi. Có ai giải thích được đây là hiện tượng gì không chị nhỉ? Cũng khó, chỉ biết là cái ổi cười thôi. Có lẽ là cái ổi nằm trong cái vùng đất nó tụ linh tụ khí đấy. Dạ. Cho nên là cái ổi cũng giống như cảm giác con người vậy. Có linh khí, linh hồn. Đất tổ nhà Lê là cũng kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam là 360 năm. Ôi. Trải qua bao nhiêu đời hả chị ha? Trải qua 27 vị vua triều Lê. Ôi. Từ đức vua Lê Thái Tổ Lê Lợi tới kết thúc là Lê Triều Thống. Là thời hậu Lê. Hậu Lê. Vâng. Ôi, thấy nó lắc lư không? Ai. Mọi người cứ nghĩ rằng là mình rung, nhưng mà không phải đâu. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái nơi nào đó. Người mà chưa đến đây á, thì họ nghĩ rằng có một cái luồng gió thổi qua làm cho cây rung trùng hợp với mình. Nhưng mà không, thì hiện nay thì mọi biết trên trán của mọi người thì mồ hôi đều nhễ nhại hết. Và đặc biệt là không có gió ở đây. Thì khi mà mình đụng một cái tay vào đây, thì tất cả các nhánh ổi ở đằng kia nó sẽ tự lắc lư ở đây. Thật nhẹ xem nào, biết đâu có thể là do cái lực mà kiểu cái cành của nó độ vươn ra. Không đâu, thì bây giờ mình cứ thử một cái nhánh nào khác thì nó sẽ không có giống như thế này. Mình cứ gãi càng nhiều càng mạnh, càng nhanh thì độ gung của các nhánh nó càng nhiều nè. Và đây là gõ gàng nhất nè. Bây giờ mình sẽ gãi nhanh lên. Ôi. Không biết cái ổi có khó chịu không nha. Khi mình bị gãi mình cũng khó chịu nha. Gãi nhiều cái ổi này là bao nhiêu tuổi? Gãi nhiều chắc ổi cũng nhột lắm. Ổi nhột. Thì theo chia sẻ chị nói sẽ có nguồn năng lượng nào đó khi mà mình chạm vào cái ổi nào này và mình tịnh tâm. Cái ổi này nha. Con sẽ đụng đây vào nhánh ổi này, lá này nó sẽ tự động rung rinh nha. Nha. Sờ vào đây à? Vâng, để con sờ cho bà xem trước nha. Ừ. Nó bà thấy không?
Ở đây cái lá nó nhung nhìn đây không? Thấy không? Lá rung rung gì? Vâng. Cứ đằng rồi. Kia nó kìa, cá là đây nữa nó bà. Đó, thấy không? À... Thấy chưa? Đây bảo ổi cười. Vâng. Là rung động giống như mình cười, không phải cười là mình bật ra tiếng nha bà nhé. Không phải nó có quả mà nó lại lất ra. Dạ, mà là cái những cái nhánh nó khi mình gãy thì nó giống như là có biết cười. Gọi cười ở đây có nghĩa là lá nó rung động đấy. Thế cô sờ vào đây không được thì dạ. Cháu sờ. Bây giờ cháu sờ gỡ ra hết rung động này thấy không? Ừ. Nha. Ừ. Không rung động nè. Bây giờ cháu sờ nhẹ nha. Ừ. À, cứ sờ vào thì mới chị ở đây thì cây ổi này giống như hình của một thân của một con rắn hay là con rồng, vì có độ uốn éo rất là kỳ lạ, và da ổi thì sần sùi và uốn éo như thế này. Đó là những gì Bùi Hồ mới vừa quay cho cô bác xem về cây ổi biết cười, một nơi, một vùng đất linh thiêng, gọi là địa linh nhân kiệt. Sự thật cây ổi biết cười như thế nào thì Bùi Hồ cũng ở đây mọi người không giải thích được, và bản thân Bùi Hồ khi đến đây thì mới cảm nhận và chứng kiến được một điều kỳ diệu trong cây ổi, trong khuôn viên của lăng mộ vua Lê Thái Tổ. Mọi người muốn biết đến đây thì hãy ghé, có về miền Trung thì hãy một lần ghé thăm mảnh đất Thanh Hóa, vùng đất Lam Kinh này, để viếng thăm lăng mộ của vua Lê Thái Tổ nhé. Và đặc biệt là chứng kiến một điều kỳ diệu ở đây, đó là cây ổi biết cười. Mặc dù là không có nắng gió, mồ hôi mọi người nhảy nhảy hết, nhưng mà mỗi khi mình đụng vào thì cây ổi nó tạo ra một cái độ rung động và mình có thể cảm nhận được bằng mắt thường. Đó là điều đặc biệt mình muốn truyền đến cô bác quý anh chị nha. Cảm ơn chị nhiều nhé.